mà trong khi đó là tao có trước mặt nó này nè, rồi tôi gây nó tỉnh đó, hỏi coi, trong khi nó đòi số tiền đó là cô không có cho. Yeah. Chị Năm nó mãi cũng không cho, nó thôi bỏ đi Ngoan ơi, bỏ đi. Nó không chịu, nó nói, nó đòi hả? Đòi tiền gì cô? Bà ghệ của ổng á là thiếu tiền em nó thằng thứ bảy. Rồi cái nó đòi, nó thằng kia bỏ, nó không chịu, nó qua nó đòi. Đòi giùm ha. Nó đòi em của nó mà. Rồi nó đòi, rồi cái nó cũng nói nặng nói nhẹ đồ, nó cũng nói mượn thì trả đồ này kia nọ gì đó. Rồi cái có ổng đó đó. Cái ổng là ông giận nó mới phá nó. Trời ơi trời, bất nhân. Chị đó mà khổ mười mấy năm đó, tụi bay thấy có chút xíu chuyện mà khổ mấy năm, phải nghe đời cô bỏ thì đâu có sanh chuyện gì. Rồi bây giờ ông già hả cô? Ông già. Mà làm thầy mà làm ác chứ đó, nói chung là không tồn tại đâu. Mà Thiện à, không phải ông làm nhỏ này không, ở đây ổng cũng nhiều người lắm. Nhiều người lắm chứ không phải một người. Cũng như hai đứa nhỏ thương nhau mà là đám nói rồi cho một cây vàng. Mà ổng dám là làm bùa mà cho nhỏ này đi theo thằng khác bỏ mày. Đó là ông làm ác. Dữ trời lắm. Ông này cũng nhiều người làm, nhiều người lắm chứ không phải một người. Rồi chị Ngoan nhớ rồi, lúc đó ông làm gì chị Ngoan không? Thì ông qua bùa, chị về chị nói với mẹ chị liền đó, chị mặn vịt. Ông qua bùa. Rồi chị đang mặn vịt ha. Ừ. Rồi sao mà ông đứng sau lưng chị không hay? Thì chị hai rồi tính ông đi lại hỏi bác hai, chú hai cái gì đó mình kêu bằng gì? Cậu hay chú gì đó. Rồi bây giờ là ổng chắc cũng lớn tuổi vậy hả? Lớn tuổi giờ đi hết nổi rồi. Bây giờ ổng đi gì nổi rồi đi. Rồi vừa xong là chị biết là chị chạy về chị nói liền đó ha. Là vừa là rồi là nhà nó kêu là nó kêu nó nói rồi. Cũng như là chị đang ngồi bằng dịch rồi ổng quạ bùa cũng như là quánh trên đầu chị. Không có quánh, không có quánh, không đứng sao ổng quạ bùa, ổng quạ bùa lũ đan hồi đó, lũ ban gì đó. Ba mùa đó đi. Hay lắm mà. Bắt đầu nhức lưng. Nhức lưng, hồi nhức giòi, nhức đầu rồi tới luôn nhức ta. Rồi cô mới kêu nó thôi con nhức lưng con đi chích đi con. Rồi nó ra nó đi chích cũng hết, rồi đi hút thuốc cũng hết, rồi bắt đầu đêm đó là ba. Trời gặp em mà đang bằng dịch lấy dịch đập ổng. Mười mấy năm đó, chịu mười mấy năm. Ổng làm bùa là mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Sao đi qua gỡ gỡ được. Gỡ, trời cô đi biết bao nhiêu thầy mà. Tao nói thầy nào tao cũng có đi chứ. Là cái thầy biết là tao nói với mẹ là sau này là ổng thấy nhỏ này làm có thấy mà ổng nghĩ tình ổng quen với cha mẹ đó. Rồi thôi để tôi cúng cho nó hết. Cũng không nổi đâu, không biết đường. Cũng như ông Thu lệnh thôi. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào cả nhà. Thì hiện tại cả nhà, Ngôn đang có mặt tại nhà mẹ chồng của chị Ngoan. Dạ, thì ngày hôm nay Ngôn sẽ làm một cái video này để cho cả nhà mình cùng hiểu rõ hơn một cái bí ẩn ở đằng sau cái câu chuyện mà rất là kỳ lạ luôn nghe cả nhà. Vì sao chị Ngoan lại bị bệnh. Dạ rồi, thì bây giờ Ngôn xin mời cả nhà cùng theo dõi video để hiểu rõ hơn về câu chuyện ngày hôm nay ạ. Dính bụi hay gì chị Ngoan? Bụi. Ghê chưa? Giờ mà dính miếng bụi là chị Ngoan phủi khoảng nửa tiếng. Cũng dây trời dây Phật kêu cho ông bà gì á. Phước chủ mai thầy chị cho nó hết bệnh tôi cũng mừng. Chứ là đó giờ tôi cũng đi khắp xứ cùng nơi hết rồi. Ông thầy Tâm này chị cho nó không rồi cũng có về đây chị. Tôi cũng thưởng ông hết 1 triệu đó. Mua đồ này là tôi cũng lên tôi trả lễ. Bữa đó mua cặp gà lên cúng tổ. Rồi về tại đây cúng như này tôi cho ông là 1 triệu bạc thưởng ông đó. Tôi nói yêu cầu con tôi hết là tôi không có tiếc tiền đâu. Tôi cũng nói thiệt là yêu cầu hết hẳn đi. Tôi không có tiếc tiền giờ đối với mà ai mà giúp đỡ cho con tôi đâu mấy chú. Yêu cầu hết là tôi thưởng à. Quá trời đi nhiều thầy rồi. Đi hỏi trước mặt nó giờ nó bình tĩnh đó. Đã đi giáp hết trơn. Tôi già vậy chứ chú thấy ngăn dẫn con đi tùm lum trơn điều ai cũng nói chứ. Thương con mà trời đi đến mức cuối cùng đó mà nếu nhờ mấy ông mà giúp đỡ với thầy Tâm đồ cứu rỗi cho con tôi hết bệnh thì tôi cũng mang ơn thầy Tâm nữa. Mà cô ơi là con Dương Hoa là thằng nhỏ đi học nào về cô?
tới chiều. Tới chiều hả? Ừ, tới 2 giờ. Là mấy giờ mới về con? 2 giờ mới về. Dạ, bây giờ cũng 2 giờ 20. Dạ. 2, 3 giờ gì nó mới về tới. Nếu chắc cỡ... Chắc cỡ 3 giờ. 3 giờ, 4 giờ đó, ừ. Tại vì học buổi chiều mà. Ờ, bữa nay là cô biết sao, chị Ngoan là dẹp cái võng luôn rồi. Ờ. Ngủ giường rồi lau dọn nhà. Văn mùng ngủ giường. Chứ ngủ võng hoài mà võng ghiếc. Rồi bây giờ luôn. Có mấy chú đây nè, con về con bình tĩnh lại, mẹ mừng rồi đó. Đâu cái món đồ nào của con trong nhà mẹ giữ đâu, con chỉ cho mấy chú coi coi. Ôi trời. Không ơi. Chỉ cho biết vậy cho coi con bình tĩnh. Ừ, chứ đúng rồi. Chị Ngoan giới thiệu cho em biết đồ. Chưa biết cái món đồ nào của con mà mẹ giữ lại cho con á. Đúng không, con bình mất mát. Thì không biết mà, nhưng con coi coi trong. Đâu chị Ngoan chỉ rồi. Em cái nào của chị Ngoan đâu. Chị, con đó rồi con nói. Nhà chị Ngoan đâu? Nhà chị dở rồi bị sập đó, không chứ dạ. Ngồi chị nhắc mà bánh coi trùng dịch chứ rồi nước sao nó ngập hết trơn, mẹ mới nhốt dịch đó đó. Dạ. Ngập hết trơn cái trời trời đằng này ngập hết biết bao nước. Ừ. Quá trời nước. Nước đằng này ngập không ngập vô tới nhà cô luôn nè, nó giật rồi đó. Dạ đúng rồi, nước lớn ngập, nhà, lớn. Ngập nhà luôn. Thấy chị Ngoan mà khỏe là mừng. Khỏe rồi chắc chị về nó ở với con nó cũng được. Dạ. Cảm ơn nghe Minh Nhí. Minh Nhí ngày thường làm gì Minh Nhí? Dạ, ở nhà không. Ở nhà không ha. Dạ. Rồi nuôi dịch rồi ha. Dạ. Ngồi chơi đi con. Ngồi chơi đi. Lấy dĩa cái này con, lấy cái này lấy mình dùng đi. Mua cái đi. Này của mẹ lựa đó. Mẹ Ngoan lựa cho Minh Nhí đó. Con á, thằng này thì nó cũng trời, nó có được năng lợi như người ta mà điều nó không có vụ mà ăn chơi, không có vụ đi chơi ha, là uống nước đi mấy em. Vụ chè thì nó không có, thì cháu. Dạ. Ở với cô nuôi từ nhỏ đến nó lọt lòng ra rồi, ba đứa cô vẫn nuôi cho tới lớn ở với cô không, rồi nó cũng ở cặp bên vậy đó, ở với cô không chứ còn vụ chè thì không có. Minh Nhí con thấy hiền quá, nhìn gương mặt hiền. Mà 21 tuổi mình đã hiểu quá. Ờ, nói chung là con trai cũng phải đi chơi chứ, quen bạn gái được. Không, không đâu, không có đi đâu. Mà thằng con, thằng thứ hai vẫn cũng vậy. Ủa rồi phải cho Minh Nhí đi, đặng cũng hai mấy tuổi rồi cũng phải kiếm vợ chứ. Đi chơi có bạn gái rồi, này đi nhốt nhà. Có vợ thì cô đi cưới. Ờ. À. Cô coi được thì cô cưới. Thôi thời bây giờ nó cho cháu nó đi tour, nói chung mình đi chơi đồng này đồng kia bạn bè cô cho sợ nó. Lắm, nó không có nó lanh lẹ lên á. Sau này nó cứ vợ về nó biết làm. Minh Nhí chịu đi chơi không? Sợ đi rồi học hỏi người ta rồi nhậu nhẹt cô không muốn. Không, cái đó nói chung là nếu mà cái Nhí mà nó đi nó chơi bạn bè mà nói chung là nó cũng biết kiềm chế rồi. Thứ hai nhậu thì cũng nhậu thôi chứ đàn ông thì phải nhậu ít hay nhiều. Nếu một ly hay ly gì thôi. Nãy em nhớ chị Ngoan vui lắm, sao chị Ngoan gặp Minh Nhí cái chị Ngoan đóng vai ngầu ta. Là như về tới đây người ta làm chức lớn nha. Ta về tới đây người ta được có chức mẹ chứ bộ. Hèn gì. Hồi nãy vui lắm mà giờ về đây cái giả bộ ngầu liền ha. Hồi nãy chỉ lạc đi, nó đi vòng vòng luôn. Đi ngay luôn. Về đây muốn thăm thằng Út á. Thằng Út á, tôi cưng Út đó. À, chủ yếu thăm Út nữa. Út nó nằm ngay ba đứa con nhỏ Út nó ngoan. Dạ. Biết kia biết trường đó thì ghé nó gặp nó nè. Minh Nhí nhìn thấy hiền tội nghiệp quá. Biết không, cái trường nó học không? Nó học tới mấy giờ mới về? 4 giờ. Còn học đó. Bữa chơi xe rước em về xin dạ. Xin cô vậy xin cô rồi cái nó mẹ con lâu lâu đi về hỏi xin nó cho nó học rước lớp 4 về. Hả học lớp 5 nghỉ lớp 5. Nghỉ lớp 5 chắc xin không được đâu, lớp 5 chắc xin không được đâu. Kệ đi, mình ở đây mình chúc dạ. Cái gì chứ gì đó tới 3 giờ mình nói chơi. Chơi ở chơi qua giỏng quán kìa nằm nó. Nó ngập trời. Ngày, ngày thường mình ở đây mình bằng gì cô? Cô ơi, ngày thường mình ở đây công việc nhà mình bằng gì cô? Bằng ruộng. Bằng ruộng ha. À, dạ. Là Minh Nhí ở nhà thì nuôi vịt ha. Nuôi vịt với phụ bằng ruộng ha. Bằng
cái gì chú nó mặn gì thì nó tiết cái nấy gì đó. Dạ. Cũng như đi bư rồi ha, mà bây giờ đâu có bư được đâu. Không, Sài Gòn. Sài Gòn không? Đồ khó khăn lộn xộn. Khi nào mà mấy cháu giúp đỡ không được. Ở dài con tính là bà đưa hai đứa em này về đang quay phim chụp hình điện thoại đưa lên nè. Ở dưới nhỏ con gái ha. À, gái con gái không có chồng ở vậy nó nuôi nhẩm. Là ở gần đây luôn. Gần. Chỉ là đứa con gái chị biết không, chị ngoài có chồng rồi đi hết. Biết nhà đâu không? Không có chồng. Không có chồng. Đó giờ nó không có chồng. Yeah. Mà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 40 mấy tuổi rồi. Là ở vậy nuôi cha mình luôn. Thì nãy có cô gì chơi của cổ cũng chỉ đó. Như chị Năm ấy. Cái cô gì mà bà xui của cô nè. Ở gần đây nè. Cũng chỉ cái hoàn cảnh đó đó. Là xui Út cái gì đó. Chị Ngoan à. À, về tới nhà là đóng vai ngầu nha cả nhà. Hồi nãy giờ ngoài đường cười giỡn luôn, về tới đây đóng vai ngầu. Mừng nước anh em mình ơi chứ. Không có tưởng tượng nào nói chứ. Đi đâu cũng dẫn con đi chị hết trơn. Chị suốt luôn. Mà khi trong khi là nó phát bệnh lên nó đi là 3 giờ chiều. 3 giờ chiều nay là kiếm không gặp ta. Nó chạy cái gẹt cái là qua tới bên đây liền á. Tao nghe đụ qua, tao nghe trong nhà có ngoài nhà không nghe cái xét nha. Mà đụ qua tao đi ra tao kiếm không gặp. Không gặp nó. Đúng thiệt chứ. Hay bà cố nha. Mà cô hen ở xóm này ta thương lắm. Tới Vũng Tàu luôn. Tới Vũng Tàu luôn. Hay dữ trời. Rồi cái hồi đó tao lội nổi chứ bây giờ tao lội từ đây vô tới ruộng mệt thấy mày á. Mày lội xíu mà anh chứ. Tới chừng nó lao chảnh rồi về mình thấy đầu cổ nó như là cái cuốn sậy miết. Tao nó biết cắt hai bên này nè, không có tưởng tượng nào nói nha. Mà làm thầy mà làm ác chứ đó nói chung là không tồn tại đâu. Mà Thiện à, không phải ông làm nhỏ này không, ở đây ổng cũng nhiều người lắm. Nhiều người lắm chứ không phải một người. Cũng như hai đứa nhỏ thương nhau mà là đám nói rồi cho một cây vàng mà không dám là làm bùa mà cho nhỏ này đi theo thằng khác bỏ ông này. Đó là ông làm ác. Dữ trời lắm. Ông này cũng nhiều người làm nhiều người lắm chứ không phải một người. Rồi chị Ngoan nhớ lúc đó ông làm gì chị Ngoan không? Thì hôm qua bùa chị về chị nói với mẹ chị liền đó, chị mặn dịch. Hôm qua bùa. Nhớ chị đang mặn dịch ha. Rồi sao mà ông đứng sau lưng chị không hay? Thì chị hai rồi tính ra ông đi lại hỏi bác hai chú hai gì đó mình kêu bằng gì? Cậu hai chú gì đó. Rồi bây giờ là ông chắc cũng lớn tuổi rồi. Lớn tuổi giờ đi hết nổi rồi. Bây giờ ông đi gì nổi là đi. Là vừa xong là chị biết là chị chạy về chị nói liền đó ha. Là tới chiều rồi là nó nhà là nó kêu nó nói rồi. Cũng như là chị đang ngồi bằng dịch rồi ổng quạ bùa là qua quách trên đồng chị. Không có quách, đứng sao ông quạ bùa, ông quạ bùa lũ đan hồi đó thì cũng ban gì đó. Quạ bùa đó hay lắm mà. Hả? Rồi bắt đầu nhức lưng. Nhức lưng rồi hồi nhức giò, nhức đầu rồi tới luôn nhức tay. Rồi cô mới kêu nó thôi con nhức lưng con đi chích đi con. Rồi nó ra nó đi chích cũng hết rồi đi hút thuốc cũng hết rồi bắt đầu đêm đó là ba. Trời gặp em mà đang bằng dịch lấy dịch đập ổng. Mười mấy năm đó, chịu mười mấy năm. Ông làm bùa là mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Rồi xong đi qua gỡ người. Chào cô đi biết bao nhiêu thầy mà. Ta thấy nói thầy nào tao cũng có đi chứ. Là cái thầy. Biết là ta nói với mẹ là sau này là ổng thấy nhỏ này làm có thấy mà ổng nghĩ tình ổng quen với cha mẹ đó. Rồi thôi để tôi cúng cho nó hết. Cũng không nổi đâu, không biết đường đâu. Cũng như ông Thu là ông Thu cũng được. Không được. Mà trong khi đó là tao có trước mặt nó này nè. Rồi tôi đây nó tỉnh đó hỏi coi. Trong khi nó đòi số tiền đó là cô không có cho. Chị Năm nó mãi cũng không cho. Nó thôi bỏ đi Ngoan ơi, bỏ đi. Nó không chịu, nó đòi hả. Đòi tiền gì cô? Bà ghệ của ổng á là thiếu tiền em nó thằng thứ bảy. Rồi cái nó đòi nó thằng kia bỏ nó không chịu nó qua nó đòi đòi giùm ha. Nó đòi em của nó mà. Rồi nó đòi rồi cái nó cũng nói nặng nó nhẹ đồ nó cũng nói mượn thì trả đồ này kia nọ gì đó rồi cái có ổng đó đó cái ổng là ổng ông giận nó mới phá nó đó. Trời ơi trời bất nhân chị đó mà khổ mười mấy năm nữa tụi bay thấy có chút xíu chuyện mà khổ mấy năm phải nghe lời cô bỏ thì đâu có sanh chuyện gì. Rồi bây giờ ông già hả cô? Ông già. Ông hết nổi rồi.
không có xuống nữa nổi. Tới giờ luôn á. Uống về đi hai bà. Lúc đó cũng dữ dằn hay kìa. Ta lúc mà ta thấy gì dễ dễ sau lưng người ta quầy quầy lại sao ta tắm cái. Lấy cái quần trong lúc đầu. Lúc mà hành quá trời á, cái mấy anh á nóng ruột á, cái anh hai nó khóc ở chổng á, con của cô nó giận quá trời, cái cô nó kêu chồng nó tao với mày kích tao đá quánh ổng. Mà mình hỏi ổng là ổng có nói luôn hả cô? Ổng có nói ổng làm luôn hả? Ổng nói mà. Ổng nói ổng làm luôn. Trời ơi trời bất nhân. Vậy rồi cả nhà ơi, thì đó là một cái câu chuyện khá là ly kỳ. Vậy rồi, thì đến đây thì Ngôn xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại cả nhà ở một video kế tiếp ạ. Dạ, Ngôn hy vọng rằng cả nhà sẽ like cho Ngôn và đăng ký ủng hộ cho Ngôn nha. Vậy rồi, Ngôn hẹn gặp lại cả nhà ở video kế tiếp nha.